Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hoàng Bán Tiên của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 51. 10 ngày sau, Ngao Thịnh và nhân mã của Tô Mẫn gặp nhau tại Thục Trung. Cùng lúc đó, Hoàng Thượng lại hạ ra một đạo chiếu thư rất đổi dị thường. Hoàng Bán Tiên mới chính là đại hoàng tử thật sự, là đứa con mà năm xưa quốc tướng Ân Tịch Ly đã sinh ra. Nói theo kiểu của hoàng đế thì Ân Tịch Ly là nữ nhân. Loáng một cái, toàn bộ kinh thành, thậm chí là cả thiên hạ này đều nổ tung. Nữ nhân? Nữ nhân sao? Tư đồ bị bức chiếu thư đặt trên đùi khiến cho cười phát lên. Vừa cười vừa lắc lắc đầu. Lão già này điên rồi, ngay cả chủ ý này mà cũng dám nghĩ ra cho được. Tiên Tiên, người thật là giỏi, cả như vậy mà cũng đoán ra được. Mộc Lăng cũng cười mỏi cái miệng. Ôi mẹ ơi, hoàng đế này có khả năng là lừa người ta quá đi chứ. Mắc cười chết đi mất. Tiểu Hoàng nhìn hai người trước mặt y, cười nắc nẻ đến lăn lộn mà dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Các huynh đừng có cười nữa, khó lường đấy biết không? Ta biết chứ. Tư đồ phẩy phẩy tay. Cơ mà Tiên Tiên, ngươi phải để ta cười thêm một tí nữa đã. Cái này thật là cười lăn lộn luôn ấy. Tiểu Hoàng thấy Tư đồ còn đang ôm bụng cười sằng sặc, bèn không còn nhịn nổi nữa, bước lên tung chán một cước. Tư đồ nhìn Tiểu Hoàng thở phì phì phò phò, rốt cuộc mới chịu nhịn không cười nữa, hỏi: tiếp sau là gì đây? Hoàng đế muốn ta và Ngao Thịnh cùng tranh ngôi vị hoàng đế. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói: thôi đi, ngươi tranh đoạt cái ngôi vị hoàng đế chó má nó làm cái quái gì chứ? Tư đồ bĩa môi: lão có dằn mặt ngươi cũng vô dụng thôi. Nhưng Thịnh Nhi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tiểu Hoàng nhìn Tư đồ và Mộc Lăng một cái. Nếu như không thể chứng minh ta không phải là con ruột của hoàng đế, không có cách nào để tranh ngôi vị hoàng đế với đệ ấy, chỉ e rằng sự tồn tại của chúng ta sẽ trở thành mối tâm bệnh của Thịnh Nhi đó. Bây giờ thì không nói gì rồi, nhưng mai này cũng sẽ có. Kiếp nạn 3 năm không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là biến thành kiếp số vĩnh viễn ấy. Đừng hấp tấp thế. Tư đồ theo bộ dáng sốt ruột của Tiểu Hoàng thì rất thương, bèn nhanh chóng ôm y mà trấn an. Ta có cách, chỉ cần tìm ra Ân Tịch Ly, sau đó làm rõ mọi chuyện để cho người trong thiên hạ nhìn vào, chứng minh ông ta là nam là xong chứ gì. Mộc Lăng ho sặc sụa hết một ngụm, nói chẳng nên hơi, không làm gì khác được ngoài chuyện giơ ngón tay cái lên với Tư đồ. Cao kiến. Tiểu Hoàng bị Tư đồ chọc đến tức cười, cầm lấy cánh tay mà Tư đồ đang ôm mình mà cắn xuống một phát hung dữ. Huynh lại nói bậy bạ nữa rồi. Tư đồ hoảng sợ nhìn Tiểu Hoàng bị chọc cho tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, thì mặt dày lên vươn đầu lưỡi ra. Tiên Tiên, lãng phí quá nha, cắn ở đây này. Vừa nói vừa chồm qua. Tiểu Hoàng thật sự bị Tư đồ chọc cho tới tức chết đi thôi. Rốt cuộc y ngồi phát xuống trên người của hắn, không buồn nhìn hắn nữa. Lúc này Tư đồ mới kiềm chế bớt lại một chút, ôm Tiểu Hoàng mà vỗ về, hôn lên má của y. Được rồi, không chọc ngươi nữa. Ngươi nói bây giờ phải làm gì mới được? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút. Cứ y theo như kế hoạch mà tiến hành. Còn mọi việc đều đành trông cậy vào Ngao Thịnh sẽ làm gì mà thôi. Tư đồ cao mày. Nếu tên tiểu tử đó mà dám có lòng dạ xấu xa, lão tử sẽ giết chết hắn. Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn. Giết Thịnh Nhi thì ai làm hoàng đế? Huynh nghĩ ta sẽ làm à? Tư đồ nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng phải. Hắn còn muốn cùng bảo bối nhà hắn đi du sơn ngoạn thủy, rủi ngựa khắp gầm trời này đây. Ai mà muốn làm hoàng đế đầu bỏ đó cơ chứ? Thấy Tiểu Hoàng trợn mắt lên, trong mắt y có hắn, Tư đồ nghiêm mặt lại nói: Tiên Tiên, gần đây ngươi đối với ta rất hung dữ đó nha, thật là bội tình bội nghĩa mà. Tiểu Hoàng không nói gì cả, da mặt của Tư đồ càng lúc càng dày tợn. Lúc này đây, lòng của Tiểu Hoàng rối như tơ vò. Về phía Ngao Thịnh thì mỗi ngày càng trở nên bất an hơn. Mấy ngày nay, tin tức chuyện hoàng đế muốn lập Tiểu Hoàng làm thái tử hầu như đã lan truyền ra khắp thiên hạ. Bởi Tiểu Hoàng có bán tiên thể, có thể nhìn thấy được thiên cơ và có khả năng mà ma quỷ cũng khó lường. Lại là hậu nhân của thần toán, rất nhiều người nghĩ Hoàng Bán Tiên thích hợp làm hoàng đế hơn hẳn. Từ tận đáy lòng của hắn, Ngao Thịnh cũng có một chút nghi ngờ. Tiểu Hoàng và hắn là anh em cùng mẹ khác cha. Ân Tịch Ly không phải là nữ nhân, điều này hắn biết rõ ràng là vậy. Nhưng mà
Nhưng mà quả thật hoàng đế yêu Ân Tịch Ly hơn hẳn cả mẫu hậu của hắn. Nếu như ông ta không thật sự muốn tiểu hoàng làm hoàng đế, thì cần gì đến mình và thần quý phải tàn sát lẫn nhau. Giờ đây nhân mã hắn đang sử dụng trừ một phần cấm quân ra, còn lại hầu hết đều của tiểu hoàng. Hắc Vân Bảo là của tiểu hoàng, Tô Mận của Nam Quốc là cô cô của tiểu hoàng. Ngay cả Thương Thanh ở bên cạnh hắn là người hắn tin tưởng nhất, cũng là của Hắc Vân Bảo, cũng tính là của tiểu hoàng rồi. Càng nghĩ, lòng hắn càng lạnh lẽo. Ngao Thịnh ngồi trên sói án, bắt đầu ngơ ngác. Nhưng có một vài chuyện khi càng nghĩ tới, càng thêm phiền muộn. Ngao Thịnh ngồi mà bất an, đành đứng phắt dậy bước ra khỏi lều lớn mà đi vào một vòng. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng xì xầm của bọn binh lính. Nói rằng, tiểu hoàng trạch tâm nhân hậu, nếu như y có thể làm hoàng đế, còn được các ông trời phù hộ, đến lúc đó thật sự rất có thể được quốc thái dân an. Áp lực của Ngao Thịnh càng lúc càng nặng nề hơn nữa. Hắn quay lưng bỏ về trong lều, rồi đột nhiên nhớ đến lúc trước khi đi, tiểu hoàng đã đưa cho hắn một phong thư, dặn rằng lúc mà hắn không thể nghĩ ra được gì nữa, thì hãy mở ra đọc. Nhớ đến đó, hắn vội vàng rút phong thư ra, mở ra xem. Bên trong bao, trừ phần thư hàm mà tiểu hoàng tự tay viết, còn có một tấm địa đồ bằng da dê. Nhìn sơ qua cũng biết là do tiểu hoàng tự tay vẽ lấy. Nội dung trên bức thư hàm chứa rất đơn giản. Đại thể viết rằng tiểu hoàng đã sớm ngờ vượt ra hoàng đế sẽ bày đến màn kịch lúc này. Có điều đây cũng là chiêu cuối cùng của ông ta. Ý bảo Ngao Thịnh không cần quan tâm tới, vì căn bản tiểu hoàng không có lòng dạ nào để màng đến ngôi vị hoàng đế cả. Mặt khác, thật sự y không hề có huyết thống của hoàng gia, không có khả năng để làm hoàng đế. Đi kèm với lá thư là bức địa mạch đồ trải dài từ Thục Trung cho tới tận Kinh Thành. Nếu đi ngang qua đường địa mạch này, có thể trong vòng 3 ngày, nhanh chóng ập tới đoạt lại hoàng thành, thần không biết, quỷ không hay. Dù cho hoàng đế có trăm tính ngàn tính, cũng không thể nào đoán được Ngao Thịnh có thể trong 3 ngày ngắn ngủi, có thể dẫn binh mã tới hoàng thành. Tới lúc đó, nếu ông ta chưa chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn sẽ tháo chạy về hướng Bắc. Khi ấy, Ngao Thịnh có thể nhập hoàng thành trước để đăng cơ. Còn về phần hoàng đế chạy về phương Bắc, tiểu hoàng đã an bài nhân mã để thu phục ông ta. Ngao Thịnh đọc xong lá thư thì im lặng mãi hồi lâu, rồi đứng dậy đi gặp Tô Mẫn. Đưa lá thư cho bà xem qua, Tô Mẫn lập tức sắp xếp quân đội, suốt đêm chạy vào bên trong địa mạch, đi thẳng đến Kinh Thành. Trước khi xuống địa mạch, Ngao Thịnh hỏi Tô Mẫn: "Bà nghĩ là tiểu hoàng làm hoàng đế sẽ tốt hay là ta làm sẽ tốt?" Tô Mẫn quan sát Ngao Thịnh từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười nhạt: "Ai tốt ai xấu không quan trọng, quan trọng là ta không muốn đứa cháu bảo bối của ta đi làm cái thứ hoàng đế đồ bỏ ấy." Nói rồi, bà dẫn binh lính đi xuống, tiến vào hoàng thành. Song song lúc đó, hoàng thượng hạ chiếu thư, vào lúc chính ngọ của 3 ngày sau, tại tế đàn tổ tiên, phong cho tiểu hoàng làm hoàng tử, đồng thời phái một số lượng lớn quân canh giữ ở các chốt gác trong ngoài thành, hầu như bao kính hoàng thành lại. Mặt khác, ông ta còn cho triệu tập rất nhiều quân trú ở phía bắc vào hoàng thành. 3 ngày ấy, thần kinh của tất cả mọi người được căng thẳng. Tiểu hoàng sắp xếp cho kế hoạch cùng ngày với đại điển, Tương Thanh ra bảo vệ cho Ngao Thịnh. Vì đến khi Ngao Thịnh dẫn binh tiến đến, tất nhiên sẽ phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nhiệm vụ chủ yếu của Tương Thanh là bảo vệ Ngao Thịnh thật tốt. Vạn nhất Ngao Thịnh có điều gì sai lầm thì thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Ở bên phía kia, Mộc Lăng và Tư Đồ sẽ phụ trách hai cửa thành. Tư Đồ sẽ đánh mở đường cửa hoàng thành phía nam, cũng là cửa có nhiều trọng binh canh gác nhất. Như vậy, người của Ngao Thịnh sẽ nhanh chóng lọt qua khỏi cửa thành. Còn Mộc Lăng thì sẽ dẫn người đến đóng tại thành Bắc, vì binh mã của hoàng đế ở phía Bắc sẽ đến trước so với viện binh của chúng ta. Tuyệt đối không thể thả cho đội quân này kéo đến rồi giao chiến với viện quân, cho nên tốt nhất là sẽ giải quyết chúng ở hoàng thành. Còn ngươi thì sao? Tư Đồ vừa nghe qua thì trợn mắt lên. Ngươi muốn ta để cho ngươi một thân một mình đi dự đại điển à? Ai sẽ bảo vệ ngươi an toàn hả? Tiểu hoàng trầm mặc một hồi rồi nói: "Ba bước này, chỉ cần một người trong chúng ta phạm sai lầm, đều sẽ thành vạn kiếp bất phục. Ta có thể tự bảo vệ được chính mình, dù sao cũng chỉ là một lúc chóng qua mà thôi. Hơn nữa bốn phía khuôn viên tế đàn đều trống trải trăm dặm, dù có huynh ở đó cũng chỉ có thể nấp ở đằng xa. Có xảy ra việc gì thì ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi."
Từ Đồ nhíu chặt lông mày, lúc nguy nan như thế mà để cho tiểu hoàng đơn độc đi vào hang cọp, làm sao hắn có thể yên tâm? Yên tâm đi, ám vệ của huynh không phải luôn theo sau ta hay sao? Bọn họ đều giỏi giang như thế, ít nhất thì cũng sẽ bảo vệ cho ta được mấy canh giờ, sẽ không sao cả đâu. Tiểu hoàng hít sâu một hơi, vỗ về lên bờ vai của Từ Đồ. Huynh đã cùng ta đi qua bao nhiêu lâu như thế, ít nhất cũng phải để cho ta tự mình đi vài bước chứ. Không được như thế thì làm sao sau này ta có thể đi đến cuối cùng đây? Từ Đồ ôm lấy tiểu hoàng vào trong lòng, hôn lên mái tóc của y. Ngươi mặc nhuyễn tháp vào, cố gắng cầm cự nửa canh giờ thôi. Chỉ cần nửa canh giờ ta có thể phá xong cửa thành, sau đó sẽ lập tức quay trở lại cứu ngươi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì hết đó. Tiểu hoàng gật đầu, ôm lấy Từ Đồ. Từ Đồ, một cửa cuối cùng này nhất định chúng ta sẽ có thể vượt qua. 3 ngày sau, bầu trời xám xịt, không một chút gì nhìn ra không khí hân hoan tưng bừng của ngày lễ. Tiểu hoàng thay quan phục, lên xe ngựa vào hoàng cung, đi đến phía tế đàn. 4 phía tế đàn đều có quan viên quỳ rạp, hầu như tất cả văn võ triều đình đều kéo tới. Tiểu hoàng thân mặc y phục màu trắng tinh tươm, phía đuôi áo phía sau trải ra thật dài, mái tóc dài phủ quá đôi vai, trông như một vị tiên nhân từ nơi xa xa, chậm chậm bước về phía tế đàn. Ngày hôm nay, khí sắc của hoàng đế nhìn không tệ chút nào, trên người mặc long bào sáng chói, thay vào vẻ vàng vọt thường ngày, thấy trên mặt của ông ta là một vẻ hồng hào tươi tỉnh. Tiểu hoàng bước đến tế đàn, từng bước đi về phía hoàng đế, trong tay hoàng đế cầm một chiếc ngân quan. Điện lễ hôm nay chính là vì hoàng đế muốn tự ông vấn tóc cho tiểu hoàng, đội lên cho y chiếc ngân quan tượng trưng cho thân phận hoàng tử. Vào giữa trưa mà trời xám xịt như tro, tiểu hoàng từ tốn đi đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế đưa tay vuốt lên tóc của tiểu hoàng đầy trìu mến. Ông thì thầm, con hẳn đã đọc qua quyển sổ ấy rồi, chắc là con cũng đã biết, dù cho con là do hoàng hậu sinh ra, nhưng thật sự là hài tử của ta và Tịch Ly. Ta sẽ khiến cho con trở thành hoàng thái tử chân chính. Tiểu hoàng chợt nhớ đến bức họa trên trang sách ấy, hết cả người y run rẩy, gương mặt cố nén một nét chán ghét và giận dữ. Hoàng đế quan sát sắc mặt của tiểu hoàng, gương mặt ông ta chậm chạp vẽ lên một ý cười. Ông ta cầm lấy ngân quan, lúc đang định vấn tóc lên cho tiểu hoàng, thì nghe thấy ở phía ngoài hoàng thành bất thình lình bùng lên 3 tiếng pháo nổ và cả tiếng binh mã hô vang dậy đến kinh thiên động địa. Hoàng đế nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm, vì sao lại tới nhanh như thế? Nói rồi thì cúi xuống nhìn tiểu hoàng, nhưng chỉ thấy trên gương mặt của tiểu hoàng là vẻ hờ hững, không có bất cứ biểu lộ nào. Trong đáy mắt của hoàng đế lập tức bừng lên một tia khiếp sợ. Hoàng thượng! Lúc này đây có vài tên lính chạy vào nói, đại sự không hay rồi, thái tử dẫn theo một lượng binh mã rất lớn, đang liều lĩnh xông vào trong, bảo rằng có người muốn ám sát hoàng thượng, nên ngày ấy phải hộ giá. Tiếng nói vừa chấm dứt, chúng thần ồ lên, tất cả đều châu đầu lại mà xì xào. Sắc mặt của hoàng thượng thay đổi vài lượt, đột nhiên ông ta cúi xuống, nhìn tiểu hoàng lạnh lùng nói, con quả thật không hổ danh là nhi tử của người ấy, còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta đó. Tiểu hoàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của hoàng đế, bình thản nói, thối vị nhường ngôi cho Ngao Thịnh đi, đừng gây ra sóng gió nữa. Ông chỉ nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân mình mà đã hy sinh quá nhiều người. Ân Tịch Ly đã ra đi rồi, ông ấy sẽ không bao giờ trở về nữa đâu. Ông làm những việc này với ông ấy, cho dù ông ấy còn sống, cũng sẽ không thể nào tha thứ cho ông đâu. Lúc này đây, hoàng thượng thảng thốt, lại nghe thấy tiếng hét giết rầm vang 4 phía hoàng thành. Hiển nhiên đã có đại đội binh mã phá xong cửa thành tràn vào. Còn bên ngoài cửa thành phía bắc cũng đã nổ ra giòn tiếng pháo. Như thể có 2 đội quân đang trong lúc giao chiến, có điều là đang ở rất xa, chứ chưa đánh tới trong thành. Hoàng đế gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của tiểu hoàng, cười khẽ. Xem chừng Tư Đồ đã phá được cửa nam rồi, còn Mộc Lăng thì thủ cửa bắc nhỉ? Tiểu hoàng sửng sốt, hoàng đế túm chặt lấy y. Có người như thế này là đủ rồi. Nói xong, bất thình lình, ông ta đưa chân dậm lên một viên gạch nằm gồ lên ngay ở sát đó. Răng rắc một tiếng, phía dưới tế đàn xuất hiện một đường thông đạo ăn sâu xuống. Tiểu hoàng kinh sợ, nhưng mà hoàng đế đã ôm ghì lấy y,
nhanh chân nhảy vào trong địa đạo. Phía trên đỉnh đầu lại sập một tiếng, cửa hầm đã đóng. Trong tất cả những thứ vừa xảy ra, trong tích tắc, bọn quần thần đều nháo nhào hỗn loạn. Vì trận thần quý tạo phản mới rồi mà hầu như tất cả võ quan đều đã chết. Hiện tại triều đình chỉ còn sặc quan văn. Bọn họ cũng không biết phải làm cách nào cho đúng, đành chịu trận chờ ngay tại chỗ. Loáng sau, nhân mã của Ngao Thịnh vừa ùa vào hoàng thành, lũ lượt tiến vào hoàng cung trông thế như trẻ tre. Tư đồ sau khi đánh mở được cửa thành cũng đã nhảy vọt về phía hoàng cung. Nhưng khi đến tế đàn, trừ đám triều thần ra, còn lại không thấy bóng dáng của tiểu hoàng và hoàng đế đâu cả. Ban chủ! Một nhóm ám vệ nhảy từ bên ngoài bờ tường vào bên trong, ập tới tế đàn chỉ vào dưới nền đất mà nói. Vừa rồi, hoàng đế đã ôm hoàng tiểu tiên sinh nhảy vào trong. Cái gì? Tư đồ rối loạn, hắn lay hay tìm cả bụi trời, cũng không có thấy bóng dáng của tiểu hoàng đâu. Cuối cùng đơn giản vận nội lực lên chấn động xung quanh, đánh nát toàn bộ tế đàn. Nhưng lạ lùng thay, bên dưới tế đàn ngoài đất ra thì cũng chỉ có là đất. Căn bản không có miệng động hay bất cứ cái gì khác. Trong thoáng chốc, lòng của tư đồ như lửa đốt, hắn quát lên. Địa đạo này thông đi đâu hả? Võ quan triều đình không thể trả lời, tất cả quay mặt nhìn nhau. Đi tìm hết cho ta! Tư đồ lệnh cho ám vệ. Tất cả các huynh đệ của Hắc Vân Bảo đều đi tìm hết cho ta! Dạ! Bọn ám vệ lập tức tản đi. Sau đó, mấy vạn ban chúng của Hắc Vân Bảo đánh vào kinh thành rồi thì bỏ rơi hết đội ngũ, tản mát ra khắp nơi truy tìm dấu vết của tiểu hoàng. Tư đồ tìm quanh quất mấy vòng rồi, trong đầu chợt có một hình ảnh nhán lên. Lòng hắn khấn khởi mừng thầm, phi thân về phía hậu sơn. Hoàng đế ôm tiểu hoàng chui xuống địa đạo ào ạt chạy đi. Tiểu hoàng giật mình phát giác ra rằng dù hoàng đế có bệnh, nhưng trước kia công phu của ông ta thật sự rất tốt. Hơn nữa y còn để ý thấy bên hông của hoàng đế còn đeo một thanh đao. Tiểu hoàng cũng không dễ dụa, bị hoàng đế sốc lên chạy mãi miết về phía trước. Trong đầu y mơ hồ nhớ đến tập tranh có liên quan đến cuộc đời của Ân Tịch Ly. Lúc trước hoàng đế đã cho y xem, dường như cũng có một cảnh giống như thế này. À, hoàng đế cười lạnh lùng. Sao đây, thấy quen thuộc à? Năm xưa ta đã băng qua địa đạo này mà mang Tịch Ly đi. Lẽ ra chúng ta đã luôn ở bên nhau. Nhưng về sau, ta đổi Tịch Ly lấy ngôi hoàng đế. Thật ra ta không hề muốn. Tiểu hoàng nhìn thấy đôi đồng tử của hoàng đế hằn đường máu thì biết mạng của ông ta không còn kéo dài được lâu nữa. Trong lòng y lúc này không rõ là cảm giác gì đây nữa. Từ lúc mới mở mắt chào đời, đây là lần đầu tiên y có ước ao muốn một ai đó chết đi. Lại chạy thêm một lúc nữa, phía trước đã thấy hình dáng một bức tường, không còn lối đi nào khác ở phía trước nữa. Hoàng đế đạp mạnh lên bức tường một cước, và rồi một cửa hang xuất hiện. Tia nắng chói lò soi rọi xuống. Tiểu hoàng không chịu được, phải nhắm mắt ngay lại. Hoàng đế thả người xuống, ôm lấy tiểu hoàng phóng về phía trước. Thấy trước mặt bọn họ là một sườn núi, bên dưới là khe vực sâu hoắc, không thấy đáy. Hoàng đế nhìn xuống khe núi rồi cười, bảo với tiểu hoàng. Ta và cha của ngươi đã từng có lúc ở nơi này. Ngươi chính là do chúng ta ở nơi này mà tạo ra. Chúng ta cùng nhau quay lại đây có được hay không? Chờ cha của ngươi đến. Tiểu hoàng nhìn hoàng đế đầy mờ mịt, dường như ông ta đã điên mất rồi. Bất ngờ, tiểu hoàng chú ý đến phía sau hoàng đế, có một người đang đứng đó. Viên Lạc, đã lâu rồi không gặp. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng đế sửng sốt dữ dội, ông ta chậm chạp mà ngoái đầu lại. Thấy một người trung niên, thân mặc nhuyễn giáp, tay cầm đao, đứng ở nơi kia. Tề Dịch. Tề Dịch! Hoàng đế trợn trừng đôi mắt, dường như không thể nghĩ đến việc Tề Dịch vì sao không chết. Càng không nghĩ ra được, lão sẽ biết được nơi này. Tịch Ly! Nhà ngươi đã gặp được Tịch Ly! Hoàng đế tỏ vẻ không tin, cùng lòng đố kỵ. Y thật sự đi gặp nhà ngươi sao? Tề Dịch lắc lắc đầu. Y nói cho ta biết, cứ đến nơi này chờ đợi, rồi cứu thoát nhi tự bảo bối của y. Y còn bảo ta nói cho ngươi biết rằng, Hoàng Bán Tiên chỉ là đứa con riêng của mình y. Còn đối với kẻ cầm thú như ngươi, tuyệt đối không có một chút dây dưa quan hệ nào cả. Ngươi đó, cả đời này, rồi đời sau, cũng không xứng đáng có bất kỳ quan hệ gì với y. Nghe Tề Dịch nói xong, bất thình lình hoàng đế sống to một tràng, ném tiểu hoàng sang một phía. Tiểu hoàng bị ném sang bên, may thay lực tương đối nhẹ, nên va xuống đất, chỉ trầy sức chút ít,
nhưng không có hư tổn gì cả. Hoàng đế rút đao ra, định đâm tới tiểu hoàng, trong miệng ông ta rào thét. Được, vậy ta sẽ giết chết nhi tử của ngươi. Choang một tiếng, đao của Tề Dịch đã vung tới chặn đao của hoàng đế lại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hết tất cả mọi cừu hận giữa chúng ta. Viên Lạc, ngươi thiếu nợ ta, ngươi thiếu nợ Tịch Ly, ta muốn cái mạng của ngươi để trả nợ. Nói xong, quay sang nói với tiểu hoàng. Tiên Tiên, mau đi đi. Nơi này là hậu sơn của ngọn núi phía sau hoàng thành. Đi về phía đông đi. Nhớ cho rõ, ngàn vạn lần cũng không được đi vào rừng. Nếu đi vào trong rồi thì không thể nào thoát ra được đâu. Tịch Ly nói tư đồ nhất định sẽ đến cứu ngươi. Các ngươi nhất định sẽ lại được ở bên nhau. Tiểu hoàng nhìn Tề Dịch một chốc, rồi gật đầu. Ừ. Y gượng người dậy, cởi bỏ tấm trường bào vướng víu thân người đi, rồi chạy về phía đằng đông. Đợi cho tiểu hoàng đi rồi, Tề Dịch và Viên Lạc cùng đưa mắt nhìn nhau, dương đao lên, bổ nhào về phía đối phương. Tiểu hoàng chạy một mạch về phía đông, trong lòng ghi nhớ rất là kỹ rằng không được tiến vào trong rừng. Chạy đã một lúc lâu, nhưng không hề thấy điểm cuối cùng là ở đâu. Y vừa định đứng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bất thình lình thấy từ mé vạt rừng kề bên có người đang lăn ra ngoài, như thể đang ngã từ ở trên ngã xuống đây. Người lăn kia lăn đến vệ đường, vừa hay dừng lại ở bên chân của tiểu hoàng. Gã gượng người đứng dậy, ngẩng đầu lên đối diện với tiểu hoàng. Cả hai người đều ngây ngẩn ra. Tiểu hoàng rít một hơi khí lạnh, trông thấy kẻ do bất cẩn ngã xuống kia chính là thần quý. Thần quý khẽ giật mình nhìn tiểu hoàng, đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thấy y mặc y phục màu trắng toàn thân, bên hông lại đeo ngọc, mái tóc dài đen nhánh rối bời buông xuống một bên, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, còn có vài sợi tóc mai, gương mặt thanh tú lạ lùng, còn có đôi môi vì cú chạy thục mạng vừa rồi khiến cho thành đỏ ửng. Chợt thần quý mở miệng bật cười, tiểu hoàng nhìn bộ mặt tươi cười của hắn, trong lòng nảy sinh sợ hãi, kìm không được phải bước lùi về sau mấy bước. Thần quý cười lạnh lùng sáng tới. Nghe nói Ngao Thịnh dẫn binh tạo phản tới nơi rồi, thủ vệ trong coi ta đều bỏ chạy. Ta bèn trèo tường ra ngoài, không ngờ đâu vừa lăn xuống đất, đã thấy đại cù nhân. Đường lui của tiểu hoàng bị một gốc cây đại thụ chắn lại, thần quý khanh khách cười mấy tiếng. Ngươi nói đi, ta phải hành hạ ngươi như thế nào mới giải được mối hận trong lòng của ta đây? Tiểu hoàng trông thấy nụ cười dị dạng trên mặt của thần quý thì biết đại sự chẳng lành. Y cố gắng sức để chính bản thân mình không hoảng loạn, rồi dựa vào thân cây, chăm chú nhìn thần quý đang từng bước tiến về phía mình, nghĩ ngợi xem có cách nào chạy thoát được hay không. Đúng lúc đó, từ chỗ mà thần quý rơi xuống, bất thình lình rơi thêm một người nữa. Người này vừa đáp xuống, lại vùng lên, lao về phía thần quý, đưa cả hai tay bóp lấy cổ của gã. Sau khi gã chế ngự được, thì quay sang nói với tiểu hoàng, chạy mau! Tiểu hoàng giật thoát, nhìn kẻ đang chế ngự thần quý mặc trên người bộ y phục nội thị, trông rất gầy gò. Trên mặt lại có một vết sẹo rất là dài xấu xí, chính là Văn Sương Minh. Tiểu hoàng nhìn thần quý vùng vẫy đánh lại Văn Sương Minh thì sửng sốt. Văn Sương Minh cũng không biết võ công, thần quý là hoàng tử. Dù rằng thường ngày, gã giả bệnh, nhưng mà công phu quyền cước cơ bản hẳn là phải biết. Gã thấy một tên nô tài như Văn Sương Minh còn dám đánh mình thì bốc lửa giận bừng bừng đánh lại, tóm lấy Văn Sương Minh hung dữ quẳng về phía trước, rồi nhảy sổ vào tung quyền đánh tán loạn, bộ dáng trông rất là hung ác độc địa. Văn Sương Minh làm sao mà đối phó được với gã, đành liều mạng tóm lấy thần quý cho tiểu hoàng bỏ chạy thật mau. Tiểu hoàng thối lui đến phía sau thần quý, bây giờ nếu y bỏ đi thì Văn Sương Minh sẽ phải chết. Hơn nữa cũng khó lòng bảo đảm thần quý sẽ không đuổi theo. Nghĩ lại, tiểu hoàng lấy chỉ thủ mà từ đồ cho y ra khỏi áo, rút chỉ thủ ra xong. Tiểu hoàng tiến tới, đâm phập con dao vào sau lưng của thần quý. Thần quý đau đớn tới nỗi hét lớn lên, trở một quyền tống vào tiểu hoàng. Dù tiểu hoàng hai tay trói gà không chặt, thế nhưng trước khi đi, từ đồ cười đùa với y cũng phải dạy cho y được mấy chiêu. Y thấy thần quý tung một quyền đánh tới thì theo bản năng lùi về phía sau một bước, định giơ tay để chống đỡ. Một nắm đấm của thần quý trượt vào khoảng không, người của gã cũng đau đến mức tuột xuống khỏi người của Văn Sương Minh. Gã định đưa tay nhổ cây đao sau lưng của mình,
Nhân da của tiểu hoàng không nghiêng không lệch, cắm rất vừa vặn vào ngay chính giữa lưng của thần quý, gã căn bản không thể nào vớ tới. Tiểu hoàng thấy thần quý phát rầu lên, vừa gào thét vừa lăn lộn thì thối lùi về phía sau. Nhưng khi dưới chân quơ vào khoảng không thì y mới hay rằng phía sau cánh rừng không phải là vạt đất bằng phẳng mà là một sườn dốc. Chân của y trơn tuột, liền trượt xuống về phía chân núi. Cẩn thận! Vang Sương Minh hô to, định vươn tay cứu người, nhưng thần quý đã ngán trước mặt y mắng to. Cẩu nô tài! Cẩu nô tài! Vang Sương Minh thấy gã cản đường thì đã văng gã, cũng muốn đuổi theo xuống núi, nhưng y đã bị thần quý kéo lấy ống quần. Ngay lúc đó, Vang Sương Minh chỉ thấy cách đó không xa một bóng đen cũng vừa mới chạy tới nơi. Từ đồ từ rất xa đã thấy Vang Sương Minh đứng ở nơi đó và cả thần quý đang lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Con dao cắm trên lưng thần quý sợ rằng chính là con dao mà hắn đã đưa cho tiểu hoàng. Tiên tiên đâu? Từ đồ chẳng màng tính toán hỏi Vang Sương Minh. Rơi xuống rồi. Vang Sương Minh chỉ về phía tiểu hoàng bị lăn xuống. Từ đồ còn chưa nghe lời của y nói xong thì đã chạy ào vào trong rừng. Vang Sương Minh nhìn bóng lưng của từ đồ khuất xa thì dừng chân lại, cúi đầu nhìn thần quý còn đang mắng chửi luôn mồm dưới chân mình. Y ngồi sợm xuống nhìn gã. Hoàng tử, có đau không hả? Đau, đau chết mất, cứu ta. Thần quý sống với Vang Sương Minh. Đau à? Vang Sương Minh đưa tay, cầm lấy con dao. Vậy thì rút ra. Nói xong, mạnh tay rút sọt thanh đao ra ngoài. Cơn đau lúc rút thanh dao ra không thua lúc đâm vào là bao nhiêu. Đều đau tới nỗi thần quý phải gào khóc luôn mồm. Tức khắc lại bắt đầu chửi bới cậu nô tài. Ừ, phải rồi, là hạng nô tài đấy. Vang Sương Minh ngồi xuống bên cạnh thần quý. Ông trời coi như cũng nể mặt một cậu nô tài này. Thụy Vương là do ta giết chết đó. Bây giờ lại đến phiên ngươi. Ngươi có biết cái gì gọi là ác nhân? Tất có ác nhân trị không? Mi, mi không được chết tử tế đâu. Hạng nô tài như mi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thần quý chửi thóa mạ lên. Vang Sương Minh chỉ im lặng ở một bên nghe, y lẩm bẩm. Đúng thế đó, ta giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không thể chết tử tế được. Nhưng này, vì sao ông trời không thu phục ta? Nói xong, Vang Sương Minh lại vung tay lên, găm một dao vào lưng của thần quý. Thần quý hét lớn, càng mắng chửi thêm hung tợn, ác độc hơn nữa. Nhìn thấy thần quý vùng vẫy như là đang bị thiêu ở trong lửa đỏ, trên mặt của Vang Sương Minh chỉ có vẻ thản nhiên. Y chỉ thì thầm, vì sao tất cả mọi người đều phải đền tội, vì sao ta lại không? Ai đến cho ta báo ứng đây? Một lúc sau, trên mặt đất, trên tay của Vang Sương Minh toàn là máu và máu. Thần quý nằm trơ ra, không còn cục cựa, mặt mũi của gã đã trắng bệch, chết mà đôi mắt không nhắm lại. Mở to trừng lên như hai con mắt của cá chết, thẫn thờ nhìn vào Vang Sương Minh. Vang Sương Minh nhìn gã lắc đầu tự hỏi. Ông trời vì sao lại đối xử như vậy? Người sinh ra trong nhà đế vương, so với thế nhân nhiều kẻ thảm thương là tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng sao kết cục lại thảm như vậy hả? Nhưng không sao, không sao, bất quá cũng đúng thôi. Kết cục của ta còn chưa tới đâu. Ta đợi được, ta hẳn sẽ thảm hại hơn cả ngươi mới đúng. Nói xong, dùng tay tỉ mỉ lau sạch con dao, rồi nhặt chiếc vỏ tinh xảo bên cạnh đó lên. Rồi tra dao vào lại trong vỏ. Vang Sương Minh đứng dậy, bước đi không hề ngoái đầu lại. Từ đồ lao xuống sườn núi, nhưng trước mắt hắn chỉ toàn cây cối tùm, nào có bóng dáng của tiểu hoàng ở đâu. Không có khả năng đâu, tiên tiên chỉ mới ngã xuống chưa được bao lâu, vì sao không thấy người đâu cả. Bị thú hoang tha đi mất rồi, bị kẻ xấu bắt đi mất rồi. Từ đồ càng nghĩ càng kinh hãi, khẩn trương đến nỗi lây hoay tại chỗ. Sau đó, hắn lại nghĩ rồi lại đơn giản là phóng lên ngọn cây mà nhìn. Chính hắn cũng giật mình, rừng cây sầm sạp quá, ít nhất cũng phải vạn mẫu. Từ đồ thở thật sâu, quay về phía rừng cây sống. Tiên tiên! Từ đồ dùng hết 10 phần công lực của hắn. Hết thảy chim muông trong rừng đều nghe thấy, sợ hãi ồ chạy tứ tán. Từ đồ cố gắng trấn an chính hắn. Tiên tiên là bán tiên thể, không có con dạ thú nào dám làm hại y đâu. Ổn định tinh thần trở lại, từ đồ giọng tai lên nghe ngóng động tĩnh tứ bề, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì liên quan đến tiểu hoàng cả. Lòng của từ đồ trùng xuống, không có bất cứ tiếng động nào, tức là vùng phụ cận không có người. Chẳng lẽ,
không dám xuống bên dưới, Tư Đồ vận nội lực nghe ngóng thêm, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa xa vọng tới. Quay mặt lại, nhìn thì thấy tất cả mọi thủ hạ của Hắc Vân Bạo đều đã kéo tới. Thì ra vừa nãy Tư Đồ dùng hết nội công lực của hắn để gọi, thì tất cả mọi người của Hắc Vân Bạo đều nghe thấy. Mộc Lăng và Lô Ngự Phong dẫn nhân mã cùng kéo đến. Thấy Tư Đồ đang đứng trên ngọn cây thì vỡ lẽ ra. Mộc Lăng bảo mọi người, tất cả cùng vào rừng tìm đi, tìm không thấy thì chặt hết cây cối xuống. Mấy vạn bang chúng của Hắc Vân Bạo xạo riết tiến vào trong rừng. Lòng của Tư Đồ rối như tơ vò, bất thình lình hắn cảm nhận thấy một tia khí tức rất cổ quái. Khí tức ấy đến từ phía sau ở trong cánh rừng. Tư Đồ chợt hay vì sao hắn không thể nghe được tiếng động của bất kỳ động vật nào. Ấy là vì có một nội lực cực kỳ thâm hậu từ một cao thủ. Người này đã dùng nội lực của mình để trấn áp tiếng động ở khắp nơi. Tư Đồ kinh hãi, người có thể có được nội lực cao như thế thì võ công tất nhiên phải cực kỳ cao, chưa hẳn đã dưới cơ hắn. Đưa mắt nhìn thấy ở vạt rừng, cứ hai ba bước lại cơ bản có một người của Hắc Vân Bảo. Tư Đồ tung người tiến vào phía rừng sâu. Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy cả người của mình ê ẩm, đầu óc của y mơ mơ màng màng mà nghĩ. Mình vừa bị rơi xuống vạt rừng, sau đó va đập vào cây cối, trước mắt tối sầm lại. Chậm rãi mở mắt ra, y nghe thấy bên tai âm thanh lập lè, bập bùng như là có một đống lửa đang cháy đượm. Sau đó đập vào mắt y là trần của một thạch động. Sau đó lại nghe thấy tiếng nước nhỏ lợp đợp, tí tách. Trên trần hang động có một ngọn đèn dầu đang cháy sáng. Tiểu Hoàng chậm rãi quay đầu lại, thấy bên đống lửa kia có bóng dáng của một người ngồi đó. Tấm lưng kia tuy khôi ngô nhưng gầy gò. Thân mặc hắc y, cầm một nhánh cây trong tay, nhẹ nhàng cười lửa.